Dự báo thời tiết ngày 9 tháng 8 năm 2024, Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm, đạt ngưỡng gần 40 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9 tháng 8, ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng. Riêng Nam Sơn La và Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%. Cảnh báo, từ ngày 11 tháng 8, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có thể kết thúc. Từ khoảng ngày 12-13 tháng 8, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có thể dịu dần. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 9 tháng 8 năm 2024. Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình từ 35-38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ. Từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-38 độ, phía Nam từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Một thuyền viên thiệt mạng do rơi xuống biển Thái Bình. Ngày 8 tháng 8, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, vào hồi 12 giờ ngày 7 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình nhận được tin báo của ông Trần Văn Kiên, sinh năm 1979, chú thôn Bình Thành, xã Nam Phú, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là chủ tàu cá TB-91034TS về một trường hợp thuyền viên bị rơi xuống biển và mất tích. Cụ thể, tàu cá TB-91034TS với 4 thuyền viên xuất bến từ Cồn Vành đi khai thác thủy sản từ lúc hơn 11 giờ ngày 7 tháng 8 đến khoảng 11 giờ 50 phút cùng ngày. Khi đến khu vực ngoài khơi, vùng biển huyện Tiền Hải, do bất cẩn, thuyền viên Nguyễn Văn Phờ, 54 tuổi, chú thôn Bình Thành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, bị rơi xuống biển và mất tích. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo đồn biên phòng Cửa Lân thông báo cho ngư dân trên các phương tiện đang hoạt động gần khu vực trên biết để hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời điều động phương tiện cùng 5 cán bộ, chiến sĩ ra khu vực có thuyền viên bị nạn để phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Sau thời gian nỗ lực kiếm tìm, đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân, tiến hành các thủ tục theo quy định, bàn giao cho gia đình tổ chức lo hậu sự theo phong tục, tập quán địa phương. Khối đá hơn 10 tấn bất ngờ rơi từ sườn núi, công nhân lái máy xúc qua đời tại chỗ. Khoảng 10 giờ sáng ngày 8 tháng 8, tại km 89+550, quốc lộ 12, thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu, đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Hàng chục mét khối đá từ ta luy dương đột ngột sạt lở, đổ ập xuống quốc lộ 12. Khi xảy ra sạt lở trên quốc lộ không có người, tuy nhiên, một khối đá lớn đã lăn qua đường, rơi trúng nóc máy xúc của một doanh nghiệp mỏ đá đang di chuyển tại đường nhánh phía dưới, khiến công nhân lái máy qua đời tại chỗ.
Nạn nhân được xác định là anh Lù Văn Hòa, sinh năm 1988, trú tại tổ 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Thông tin từ nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi phát hiện đá rơi, người điều khiển các phương tiện giao thông đang di chuyển trên quốc lộ 12 đã dừng xe. Tuy nhiên, khi đó có một máy xúc đang di chuyển trên đường nhánh vào mỏ đá phía dưới. Lái máy không kịp dừng lại nên đã gặp tai nạn. Ông Hoàng Tiến Quý, giám đốc công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1 Lai Châu, đơn vị quản lý tuyến cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, công nhân của đơn vị đã có mặt tại hiện trường để căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm hai đầu đường và báo cáo về đơn vị. Hiện đơn vị đã điều máy xúc trừ gần đó đến để thông đường. Tuy nhiên, do vụ tai nạn gây thiệt hại về người nên lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Ông Hoàng Tiến Quý cho biết thêm, ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan công an, đơn vị sẽ tổ chức thông đường và tiếp tục cắm biển cảnh báo. Tuy nhiên, gần vị trí tai nạn, khu vực km 89+500 đã xuất hiện lún sụt mặt đường phía ta luy âm và đá tiếp tục rơi nên người tham gia giao thông cần chú ý quan sát khi di chuyển để đảm bảo an toàn. Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra trên cầu Phú Mỹ khiến nhiều xe bốc cháy. Ngày 8 tháng 8, một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhiều đoạn clip được người dân đăng tải trên mạng xã hội, vụ tai nạn xảy ra giữa nhiều xe gồm ô tô con 4, 5 chỗ, xe container. Nhiều xe bốc cháy dữ dội, chỉ còn lại khung xe, nhiều mảnh vụn vỡ văng tung tóe trên cầu. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày. Bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận có ít nhất 6 xe tông liên hoàn. Một số người dân cho biết có vài nạn nhân trong vụ tai nạn đã được đưa đi cấp cứu. Sau thời gian cứu hộ, các xe đã được dập tắt lửa hoàn toàn. Hiện, lực lượng chức năng đang phong tỏa, điều tra nguyên nhân và xử lý hiện trường vụ tai nạn. Lửa cháy bao trùm công ty Sinmac Vina Đồng Nai. Đến khoảng gần 23 giờ ngày 7 tháng 8, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khống chế đám cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinmac Vina, khu công nghiệp Bầu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất đồ gỗ, gia dụng, xuất khẩu. Trước đó, vào khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại khu vực công ty và sau đó lan nhanh, bao trùm ra nhiều nơi. Lực lượng tại chỗ cố gắng chữa cháy nhưng bất thành và đã báo tin cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã điều nhiều phương tiện và lực lượng đến hiện trường tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lớn bị lan rộng và xưởng chứa nhiều gỗ cùng các vật liệu dễ cháy, nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tại hiện trường có nhiều xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ, phòng cháy, chữa cháy, dân quân và công an khu vực đang ra sức dập tắt đám cháy. Hiện chưa xác định được thiệt hại về tài sản và người trong vụ cháy. Được biết, đây không phải lần đầu công ty này bị cháy mà trước đó vào năm 2009 và 2018, tại công ty cũng đã xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nặng về tài sản. Trong đó, năm 2009, diện tích bị cháy lên đến 13.000m2, còn 2019, diện tích bị cháy là 5.000m2. Báo Giao thông sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy. Điều tra vụ cháy gần 14.000m2 tại công ty Sinmac Vina Đồng Nai. Hiện tại ngọn lửa được khống chế, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ngày 8 tháng 8, cơ quan chức năng Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinmac Vina, khu công nghiệp Bầu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Hiện tại cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, dọn dẹp khu vực cháy, thống kê thiệt hại về tài sản để phục vụ công tác điều tra. Vụ cháy trên xảy ra khoảng 21 giờ 15 tối 7 tháng 8. Thời điểm trên, công nhân trong chuyền sản xuất, chế biến đồ dùng bằng gỗ đã phát hiện khói và lửa bốc lên cao từ nhà xưởng của công ty. Ngay lập tức, lực lượng chữa cháy cơ sở đã dùng phương tiện chữa cháy dập lửa và báo ngay cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhờ ứng cứu. Khu vực cháy là kho thành phẩm của công ty với tổng diện tích hơn 14.000m2. Bên trong nhà kho này chứa nhiều hàng hóa, thành phẩm, dùng môi ngành gỗ lên ngọn lửa dễ bốc cháy và hình thành nhanh thành cột khói cao hàng chục mét. Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh cùng Công an huyện Trảng Bom, Công an huyện Thống Nhất và nhiều đơn vị đã huy động người và 14 xe chữa cháy đến hiện trường, tổ chức phun nước làm mát, khống chế không để cháy lan. Đến rạng sáng ngày 8 tháng 8, đám cháy đã được khống chế. May mắn không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều hàng hóa, tài sản của công ty. Thượng tá Nguyễn Văn Hải, trưởng phòng Cảnh sát Chữa cháy Phòng cháy Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi trung tâm 141 nhận được thông tin báo cháy đã điều động xe, nhân sự đến hiện trường. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, lửa đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
lực lượng chức năng đã lao vào biển lửa dùng vòi rồng khoanh vùng đám cháy, hạn chế cháy lan. Đến rạng sáng ngày 8 tháng 8, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Rất nhiều xe chữa cháy, cảnh sát, lực lượng dân quân cũng có mặt tại hiện trường. Từ trên cao nhìn thấy, vụ cháy tạo nên một vùng lửa kinh hoàng.